Hello cả nhà, hello anh em nhá. Hôm nay thời tiết gió rét, gia đình làm bữa cái canh dê và lẩu dê. Cái canh bằng nhân tai mũi nhá cả nhà nhá. Đã có rau thơm và cả hành nướng. Dê thì đã thái ra ướp để ăn lẩu. Tiết dê vẫn còn rất đỏ đẹp. Và đánh với nước nóng gừng như này nhá. Nhìn hơi to à? Nhưng tôi không sao, cái này nó mềm. Được chục quá đâu. Được. Không đủ. Tiết dê đánh 2 tiết 3 nước là cũng. Mũ của vơi đủ. Không đủ đâu. Cứ cho 2 thì tiết 3 thì nước vẫn sóc sâu được. Cứ xa nó chốc thừa lại chế thế. 19 rồi. Thịt dê đỏ đẹp không cả nhà? Như xoăn chuẩn đấy, cái này róc sâu rồi. Vẫn đặc mà. Rồi, tiết thì nó đẹp. Thấy đâu? Thừa tiết rồi. Món tiết canh dê hôm nay không biết có sâu đũa được không? Xe xe nước nóng này, xe xe nấu cho nó vui. Đông người nhá cả nhà nhá. Chục bát cái canh đồng đỏ như xoan. Tiết canh dê lẩu dê. Thì có 2 hôm sau và mai, hôm 20, hôm 21 ngày sau thì tao đi gọi ăn nữa. Không lại nữa. Về mưa mình đem nó. Về mưa mình đem con cái hết nữa. Ai cũng lại xin. Uống rượu xem bóng đá. Ba ngày, 4, 4, 12. Ừ ấy vỏ đi.
Tiết canh này có khi phải cho trẻ con nghịch xong mới ăn được, rắn quá. Cái đấy là phải đi một mình một ác một đến bên tận tàu, một dây bên tận tàu. Thế mới thằng này kéo năm giờ cho mình. Nó làm nhớ từ đêm mà đến 1 giờ sáng, 1 giờ chiều hôm sau không ăn gì. Chảy nào các bác, không ăn gì cả, không khổ sao nhỉ? Đây có được 4 người. Bên nhà thắng được uống 2 không nhỉ? Không biết gì. Mời cả nhà nhá. Ra đi khám là 2 lần khám là hết hơn 6 triệu cũng không vấn đề gì. Đấy như nó cứ thế. Đấy, út thoải mái mà. Xét nước máu, xét nước tiểu, xét nước phân, đủ hết. Đuối. Chẳng thế, đấy chứ. Cây đồng băng ấy. Đúng rồi, thôi ăn. Đấy, năm nay trẻ con nó xuống đâu. Thích nhà không? Có cái nhà thì phải ăn đâu. Ăn ngọt gần chục miếng thôi. Thôi lên ăn cháo thôi. Ăn không biết để cháo uống được gì. Thì bố về nào uống ha. Cái này nhiều thế mà. Đập vỡ bát. Không ra được gì. Anh cứ tưởng dễ. Quá, ra rồi. Đập mãi nó mới ra. Ra rồi. Là bọc chưa vào. Đập nát cái canh này. Bọn bóng đá nó có thể ngon này. Mọi đàn nhạt quá không ngon. Mày cứ đổ tất cả cái này lên bỏ bát đi xong rồi giữ được không? Nó bỏ nó răng không ai cái lòng người ngay. Phải đâu là nó rắn. Nó dương ra mẹ đây nhá. Rồi. Duyên nó chuyển muộn quá, ông nào đấy dù có chuyển sớm mà đéo chuyển được. Ăn này nó mới ngon. Ông nào có chuyển. Rắn quá thì nó lại không ngon lắm. Nó đánh thế nó chuyển muộn. Vậy nhá, nó bán nhá. Nó nhắn lại luôn, em bảo là nó ra rồi, nó chưa thấy nó được tiện ạ. Đây nó ăn nhiều hơn tôi nhiều lúc một tí. Hôm nay tao đền cho mày con. Mai nó ra rồi mày chuẩn thế, chết. Muộn quá. Trong trong rồi lúc sớm thì uống rượu, trong lúc bắt đầu kem là ok, xin chào cả nhà nhá. Bữa lẩu dê và tiết canh dê của gia đình rất chi là vui. Bây giờ hết tiết canh rồi, tôi xin khép lại video để cho mọi người ăn nhá. Chào cả nhà nhá. Tôi đi ngủ với mẹ. Thì cảnh U3 thắng U3 thôi. Một bên U3 thôi.